3 bước lùi của phương Tây. Quang Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, châu Âu là trung tâm rung chấn trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Tới thời điểm hiện tại thì cuộc chiến này đã phát triển tiêu cực với an ninh năng lượng, quốc phòng và kinh tế của châu Âu. Chúng ta vẫn nói với nhau rằng cuộc chiến Nga-Ukraine thực chất là một cuộc chiến giữa Nga và các nước phương Tây. Cuộc chiến đang được kéo dài và càng về sau chúng ta càng thấy rằng phương Tây đang lộ ra những điểm yếu chết người. Giờ đây, các nước phương Tây đã buộc phải lùi liên tiếp 3 bước khi muốn đối đầu với người Nga, bất chấp họ đã từng ở thế chủ động và từng tấn công mạnh mẽ như vũ bão vào Nga. Vậy thì, 3 bước lùi ấy là gì? Hoàng Hải xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Bước lùi thứ nhất, EU dỡ bỏ phong tỏa vận tải đường sắt của Nga đến Kaliningrad. Vào ngày 18 tháng 6, Lithuania đã bắt đầu lệnh cấm vận chuyển hàng hóa của Nga bằng đường sắt tới Kaliningrad. Danh sách các mặt hàng cấm vận chuyển gồm có than đá, kim loại, vật liệu xây dựng và các sản phẩm công nghệ tiên tiến. Động thái này đã khiến cho Nga rất phẫn nộ. Sau đó, Nga đã đưa ra lời cảnh báo trả đũa. Trong video ngày 25 tháng 6, chúng ta đã thảo luận về vị trí chiến lược của Kaliningrad đối với Nga và là gót chân asin của NATO ở khu vực này. Nếu như quý vị chưa xem, xin mời quý vị xem video này tại đây để tìm hiểu thêm về các bước lùi mà chúng tôi sẽ đề cập tới trong video ngày hôm nay. Khi Lithuania ra quyết định phong tỏa tuyến vận tải đường sắt quan trọng này, thì Nga đã cho phương Tây nhìn thấy tín hiệu cảnh báo đang rung lên. Sau nhiều ngày cân nhắc, cuộc tấn công của phương Tây trên phương diện kinh tế bằng các lệnh trừng phạt đã không hề hấn gì với Nga. Ngược lại, nó còn làm cho nền kinh tế của các nước phương Tây phải đi vào bế tắc. Các cơn bão mang tên khủng hoảng đang trực chờ như là một bóng ma. Lúc này, Lithuania đã đổ lỗi cho EU, còn EU thì chối bỏ trách nhiệm trong vụ ra lệnh phong tỏa. Đổ lỗi qua lại, cuối cùng họ đưa ra một lựa chọn, đó là thôi thì không phong tỏa nữa. Rất nhẹ nhàng như vậy đó. Vào ngày 13 tháng 7, Al Jazeera đã đưa tin rằng Giám đốc điều hành Liên minh châu Âu cho biết hàng hóa Nga vốn đã bị trừng phạt thì giờ đây lại có thể vận chuyển qua lãnh thổ của khối này bằng đường sắt. Sau khi căng thẳng giữa Moscow và Lithuania leo thang về thương mại ở vùng ngoại ô Kaliningrad của Nga. Động thái này được thực hiện sau khi Nga đe dọa sẽ trả đũa các quốc gia Baltic. Trong một hướng dẫn pháp lý được công bố hôm thứ Tư, Ủy ban châu Âu nói rằng Lithuania có nghĩa vụ cho phép vận chuyển hàng hóa bị trừng phạt, ngoại trừ vũ khí giữa Nga và Kaliningrad. Ủy ban nhấn mạnh rằng tầm quan trọng của việc giám sát các luồng thương mại giữa hai chiều Nga và Kaliningrad để đảm bảo rằng hàng hóa bị trừng phạt sẽ không thể tiến vào lãnh thổ hải quan của EU. Với việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa này của EU, các nhà quan sát đánh giá rằng cộng đồng xuyên Đại Tây Dương đang làm dịu đi quan điểm của mình và chính sách trừng phạt của mình đối với Nga. Chúng ta thấy gì ở đây? Đầu tiên là áp đặt các lệnh phong tỏa, sau đó là tuyên bố dỡ bỏ phong tỏa hoàn toàn. Bất luận là đã có xảy ra chuyện gì trong bóng tối mà truyền thông vẫn chưa biết đến, thì không thể phủ nhận được rằng đây là bước lùi mang tính xoa dịu đối với Nga. Cho nên, việc chúng ta nghe các phương tiện truyền thông của phương Tây nói rằng Nga đã bị phương Tây tấn công toàn diện và hoàn toàn bị cô lập, họ đã giải thích thế nào về việc EU dỡ bỏ phong tỏa vận tải đường sắt của Nga đến Kaliningrad? Điều này sẽ không xảy ra khi mà họ là người nắm thế chủ động trên mặt trận hoặc là lợi thế đang nghiêng về phía họ, phải không quý vị? Bước lùi thứ hai, nền kinh tế bị nhấn chìm. Ngay từ đầu cuộc chiến Nga-Ukraine, hàng nghìn lệnh trừng phạt lớn nhỏ đã được áp đặt đối với Nga. Phải nói rằng là sức nặng của những số lượng các lệnh trừng phạt này là lớn chưa từng có. Nga đã trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất trên hành tinh. Tuy nhiên, sau các động thái ban đầu làm Nga chao đảo, thì nền kinh tế của nước này lại đứng vững và bật mạnh thay vì sụp đổ. Họ bắt đầu ngồi đó để hưởng lợi từ các lệnh trừng phạt áp đặt lên chính mình. Ví dụ, tăng giá lương thực, tăng giá dầu, tăng giá khí đốt, vân vân. Hầu hết các mặt hàng đều tăng giá. Đồng rúp của Nga tưởng chừng trở thành giấy vụn, thì giờ đây lại trở thành đồng tiền hoạt động hiệu quả nhất và an toàn nhất cho tới thời điểm hiện tại. Các nhà hoạch định chính sách Nga đã làm gì để lèo lái con tàu kinh tế của mình vượt qua những cơn bão trừng phạt này? Quý vị có thể xem lại chuỗi các video mang tính bổ trợ thông tin cho nhau trên kênh YouTube Bàn Cờ Quân Sự của chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng xem xét tới tình hình kinh tế của ông anh cả đầu đàn Hoa Kỳ như thế nào. Vào ngày 13 tháng 7, tờ Politico đã báo cáo rằng chỉ số lạm phát của Mỹ vào tháng 6 là 9,1%. Mỹ đã có chỉ số lạm phát đạt mức cao mới trong 40 năm. Giá khí đốt, thực phẩm và tiền thuê nhà đã tăng cao và đẩy lạm phát của Mỹ lên mức đỉnh điểm mới trong 4 thập kỷ. Điều này đã gây thêm áp lực cho các hộ gia đình và có khả năng buộc Cục Dự trữ Liên bang phải tạm dừng việc tăng lãi suất với chi phí đi vay cao hơn. Giá tiêu dùng tăng tới 9,1% so với một năm trước đó, chính phủ cho biết hôm 13 tháng 7.
mức tăng lớn nhất trong 12 tháng kể từ năm 1981 và trước đó là vào tháng 5, chỉ số này là 8,6%. Điều đáng chú ý là tỷ lệ này đã nhảy lên theo từng tháng. Ví dụ, giá đã tăng 1,3% từ tháng 5 đến tháng 6, một mức tăng đáng kể khác so với mức 1% từ tháng 4 đến tháng 5. Giá cả đã liên tục tăng cho thấy tác động tàn bạo mà lạm phát đã gây ra cho nhiều gia đình, đặc biệt là chi phí cho nhu cầu thiết yếu tăng nhanh hơn nhiều so với thu nhập trung bình mà họ có được. Người Mỹ da đen và người Mỹ gốc Tây Ban Nha có thu nhập thấp hơn đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề, và tỷ lệ thu nhập không thể đủ để họ trang trải cho những nhu cầu thiết yếu như là nhà ở, phương tiện đi lại và thực phẩm. Việc lạm phát không ngừng tăng vọt sẽ có hai tác động mạnh mẽ. Một là khiến cho niềm tin của người tiêu dùng và nền kinh tế bị sụt giảm nghiêm trọng. Thứ hai là xếp hạng tín nhiệm của Tổng thống Joe Biden sẽ giảm xuống và sẽ gây ra mối đe dọa chính trị to lớn đối với Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 11 sắp tới. Điều đáng chú ý là có tận 40% người Mỹ trưởng thành cho biết trong một cuộc thăm dò vào tháng 6 rằng họ nghĩ việc giải quyết lạm phát nên là ưu tiên hàng đầu của chính phủ trong năm nay. Đây là sức khỏe kinh tế của ông anh cả phương Tây, còn khối anh em của họ thì cũng không mấy sáng sủa. Vào ngày 13 tháng 7, Bloomberg cũng đã đưa tin rằng đồng tiền chung châu Âu đối mặt với nguy cơ suy thoái ngày càng tăng. Theo các nhà kinh tế được Bloomberg thăm dò, do giá cả năng lượng và thực phẩm tăng cao, nền kinh tế châu Âu đang đi vào đà suy giảm. Sau khi EU áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga, thì dòng năng lượng của Nga chảy vào EU tiếp tục giảm. Nó tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế của Đức, khiến cho giá năng lượng và lạm phát bùng nổ. Trong khi đó, tác dụng ngược của các lệnh trừng phạt đã khiến nền kinh tế của khối trượt dốc khá dài. Ông Eric Javanhan, chiến lược gia tại Rabobank cho biết rằng: "Chúng tôi giả định một cuộc suy thoái dựa trên lệnh cấm vận dầu mỏ đã được thực hiện và ảnh hưởng của giá dầu cao hơn đối với ngành công nghiệp." Chuyên gia này nhấn mạnh rằng nền kinh tế Đức đang tăng trưởng chậm lại và xu hướng rõ ràng là đang lao dốc. Quái bom thay, EU lại tiếp tục thắt chặt các lệnh trừng phạt, gia tăng về số lượng nhưng đồng thời khiến cho chi phí sinh hoạt tăng cao ở châu Âu. Điều này đang gây ra căng thẳng cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Nói cách khác là nền kinh tế mới bắt đầu có dấu hiệu phục hồi sau đại dịch vốn non nớt thì nay lại có một đòn giáng mạnh khiến cho nó sụp đổ nhanh chóng hơn. Hơn thế nữa, khi các lô hàng khí đốt tự nhiên của Nga bị cắt giảm, nó sẽ đe dọa nguồn cung cấp năng lượng cho mùa đông. Các nhà phân tích tiếp tục dự đoán lạm phát sẽ đạt đỉnh trong quý hiện tại. Điều đáng chú ý là dữ liệu giao dịch báo cáo vào ngày 13 tháng 7 cho thấy rằng đồng euro đã giảm xuống ngang bằng với đồng đô la, mức thấp nhất kể từ khi được ghi nhận từ tháng 12 năm 2002. Hiện nay thì các nhà kinh tế dự đoán xu hướng của EU USD là giảm và nó có thể giảm sâu hơn nữa trong những thời gian tới. Tính tại thời điểm hiện tại, báo cáo tỷ giá euro USD chính thức bằng nhau, 1 USD đổi bằng 1 euro. Câu hỏi đặt ra đây là tại sao đồng euro lại nhanh chóng mất giá đến như vậy? Nguyên nhân chính khiến đồng euro suy yếu là do cuộc khủng hoảng năng lượng ở khu vực đồng euro. Khu vực này đang bị thiếu hụt các nguồn năng lượng, bao gồm cả khí đốt của Nga. Kết quả là các lệnh trừng phạt chống Nga, giá hàng hóa đã đạt mức cao, khiến cho lạm phát tăng nhanh kỷ lục. Và điều này dẫn đến giảm nhu cầu tiêu dùng và là một trong những tác nhân chính gây ra suy thoái kinh tế. Như vậy thì có thể thấy rằng, việc các nước phương Tây tiếp tục lún sâu vào các lệnh trừng phạt Nga thì chẳng khác gì là tự đào hố cho mình. Nó thể hiện cho chúng ta thấy rằng kế hoạch của phương Tây là muốn kéo đổ nền kinh tế của Nga giờ đã chính thức phá sản. Giờ đây, chính họ đang phải nếm trải những đau đớn về kinh tế của chính mình. Cách thoát khỏi nó duy nhất lúc này là ngừng trừng phạt, ngừng leo thang căng thẳng và thừa nhận sự tồn tại của nước Nga bằng sự tôn trọng. Bước lùi thứ 3, phương Tây rơi vào thế bị động trong cuộc chiến chống Nga. Trong video hôm qua ngày 14 tháng 7 thì chúng ta đã thảo luận về một cuộc chiến tranh giành khí đốt ở châu Âu. Nếu như nhìn lại từ đầu cuộc chiến thì chúng ta sẽ thấy rằng phương Tây là bên nổ phát súng đầu tiên để trừng phạt Nga. Sau khi đòn trừng phạt được tung ra, họ ngồi đó để tính toán rằng nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ, Nga chết chắc rồi. Tuy nhiên, nụ cười đã vụt tắt trên môi khi phát hiện ra rằng mình đã tự tay cắt vào động mạch chủ của mình. Sau đó, họ luống cuống để bịt lại vết thương và chạy khắp nơi để tìm nhà cung cấp thay thế. Nhưng họ lại không thể tìm thấy một nguồn thay thế nào. Sau đó họ bắt đầu rối loạn, đó là những gì mà chúng ta đang thấy ở châu Âu. Tới lúc này thì EU cũng chẳng quan tâm ai là đồng minh của mình. Lúc khó khăn mới biết đâu là bạn hiền. Chúng tôi đang đề cập tới câu chuyện của Israel và EU. Thuở đầu của chiến sự Ukraine, Israel đã tự đặt mình vào vị trí trung lập. Ban đầu họ miễn cưỡng trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine, nhưng sau đó Israel đã nhanh chóng chuyển hướng. Thời điểm mới bắt đầu thì nước này đã hòa hợp với phe chính trị của EU, họ gửi hàng chục vũ khí phòng thủ tới Ukraine theo lệnh của châu Âu. Chúng ta biết rằng thứ mà Israel quan tâm đầu tiên đó là Iran hoặc là Palestine. Cho nên
Việc lấy lòng EU của Israel được coi là một nỗ lực để thiết lập một mối quan hệ có lợi khi chống lại Iran và Palestine. Mục đích của Israel là để EU chấp nhận lời đề nghị ngừng hợp tác với 6 nhóm xã hội dân sự Palestine mà nhà nước Do Thái coi là khủng bố. Tuy nhiên, theo Reuters, thì 9 quốc gia Liên minh châu Âu cho biết họ sẽ tiếp tục làm việc với 6 nhóm xã hội dân sự Palestine mà Israel đã chỉ định là các hiệp hội khủng bố vào năm ngoái, với lý do là thiếu bằng chứng cho tuyên bố đó. Đây chẳng phải là một hành động làm bẽ mặt Israel hay sao? Nói thẳng ra, EU coi thường Israel, nhưng việc EU không tuân theo các yêu cầu của Israel đã làm cho Iran cảm thấy hài lòng. Trong thời gian gần đây thì Liên minh châu Âu đã đi theo con đường là xoa dịu Iran. EU chủ động né tránh các bình luận về vấn đề mà Iran lo ngại hoặc là cố gắng che đậy bằng cách chỉ đưa ra các tuyên bố mang tính ngoại giao. Tại sao EU lại phải quan tâm tới Iran? Đó chính là vì châu Âu hiện tại đang ở trong tình trạng hoảng loạn sau khi Nga cắt giảm thị phần vận chuyển khí đốt sang châu Âu bằng cách phong tỏa một phần đường ống Nord Stream 1. Với một mùa đông chết chóc đang chờ đợi châu Âu, liên minh cần phải lưu tâm tới mọi hành động của họ. Việc gõ cửa Bắc Phi và Trung Đông tỏ ra chẳng giúp ích được gì nhiều cho EU. Và đối tác tin cậy duy nhất của họ lúc này mà họ có thể lựa chọn đó chính là Iran. Cho nên, để lấy lòng được Iran thì mối quan hệ đồng minh hay là sự đồng tình ủng hộ của Israel cũng chẳng đáng là gì. Nhưng điều tồi tệ đối với khối này chưa dừng lại ở đó. Châu Âu đang xem xét các giải pháp thay thế cho năng lượng của Nga và chắc chắn sẽ trông chờ vào sự giúp đỡ từ Hoa Kỳ cũng như là các nước đồng minh. Tuy nhiên, nỗ lực của Hoa Kỳ cũng gặp phải một thảm kịch. Truyền thông Mỹ đưa tin hôm 14 tháng 6, một công ty khí đốt của Mỹ là Freeport LNG Terminal đã thông báo rằng cơ sở hạ tầng của họ đã mất nhiều tháng để sửa chữa sau khi nhà ga bị hỏa hoạn. Vụ nổ dẫn đến việc đình chỉ hoạt động của 14% nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ cho châu Âu. Sau đó, giá khí đốt của châu Âu đã tăng khoảng 16%. Như vậy là đồng minh ruột Hoa Kỳ cũng không thể trông chờ được. Có lẽ là đã đến lúc cần phải tìm tới Algeria một phương án khả thi. Nước này được coi là một đối tác năng lượng lớn của châu Âu trong thời gian qua. Tuy nhiên, Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Nadia Calviño đã cáo buộc Algeria là nước ủy nhiệm của Nga. Thế thì chẳng phải hóa ra là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa hay sao? Điều này đã khiến cho các nhà lãnh đạo châu Âu phải suy nghĩ lại. Lúc này, EU chỉ còn có thể trông chờ vào Na Uy, vốn là một nhà cung cấp dầu và khí đốt lớn của châu Âu và các quốc gia như là Vương quốc Anh, để bảo vệ khỏi giá cả biến động do sự phụ thuộc lớn vào Na Uy. Tuy nhiên, Na Uy lại đang bị đe dọa ngày càng tăng về việc ngừng sản xuất. Theo Al Jazeera, công nhân Na Uy ngoài khơi đã bắt đầu một cuộc đình công và sẽ làm giảm sản lượng dầu và khí đốt. Điều này khiến cho EU khóc không ra tiếng, bởi vì Nga đã cắt giảm khí đốt, mà điểm bấu víu duy nhất là Na Uy thì cũng không thể mong đợi gì nữa. Chưa dừng lại ở đó, vấn đề trở nên tồi tệ hơn khi mà tin tức về vụ rò rỉ khí đốt tại khu vực Sleipner ở biển Bắc của Na Uy đã được báo cáo bởi Maritime. Do vụ rò rỉ này, Equinor là công ty năng lượng đã đóng cửa khu liên hợp sản xuất khổng lồ, làm giảm sản lượng khí đốt tự nhiên của Na Uy, trong khi nước này đang cố gắng để tăng sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu của châu Âu. Các quy trình sản xuất được cho là sẽ được bình thường hóa trong vài ngày tới, nhưng khó khăn trong việc sửa chữa cơ sở hạ tầng quan trọng có thể mất tới hàng tháng. Và xuất khẩu năng lượng của Na Uy là một trong những hy vọng cuối cùng của một châu Âu thiếu năng lượng. Vương quốc Anh, Thụy Điển và Hà Lan là một số nước nhập khẩu lớn nhất của Na Uy với tỷ trọng nhập khẩu lần lượt là 19,4%, 13,8% và 17,8% tổng sản lượng dầu của Na Uy vào năm 2021. Sự sụt giảm xuất khẩu năng lượng của Na Uy có thể là chiếc đinh cuối cùng được đóng trong chiếc quan tài cho châu Âu. Quý vị thấy đấy, EU là những người tiên phong hô hào trừng phạt, họ đã chủ động ra đòn và rồi họ lại tự đẩy mình vào vách đá và đang đứng trước vực thẳm. Ngày nay mọi quốc gia ở châu Âu đều thèm muốn khí đốt của Nga. Họ muốn đảm bảo rằng họ có đủ nguồn cung cấp khí đốt trước mùa đông gõ cửa. Nga trong bối cảnh này lại không bỏ lỡ cơ hội để phát triển năng lượng của mình. Và các nhà lãnh đạo Nga đã chọn đúng thời điểm để đẩy mạnh cuộc chiến lên thành cao trào. Một mùa đông thấu xương đang đến và thử thách đối với người dân châu Âu mới chỉ là bắt đầu. Số phận của các chính trị gia EU sẽ được định đoạt bởi chính người dân của châu lục này. Sai lầm chiến lược có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của họ. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.